chương 519 sương mù nghiêm cần nghiêm túc đến khô khan vương gia. Đây là võ thần võ áp, tiêu thiên diệu đi đến trung gian, dừng lại bước chân, ánh mắt từ tà đến hữu từ chúng phó tướng đỉnh đầu đào qua, chỉ đem mọi người xem đến run bần bật. Mới không nhanh không chậm mở miệng nói, võ thần đáng sợ sao? Nhưng, đáng sợ chúng phó tướng vùi đầu đến trên mặt đất, không phải bọn họ không dám ngẩng đầu, mà là ở võ thần uy áp hạ bọn họ căn bản vô pháp ngẩng đầu. Nếu biết đáng sợ, kia liền hảo hảo luyện công sớm ngày trở thành võ thần võ thần uy áp có bao nhiêu đáng sợ tiêu tiên diệu rất rõ ràng hắn năm đó không ngừng một lần tiếp nhận quá võ thần uy áp nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không liều mạng luyện công để chính mình có thể sớm mục tấn chức võ thần muốn không bị người khi dễ phải muốn tự thân cường đại mới được phó tướng nhóm âm thầm kêu khổ vương gia nha ngươi nói được quá nhẹ nhàng chúng ta không phải ngươi nha thật sự không có cách nào sớm ngày trở thành võ thần Phó tướng nhóm quyết đoán nói sang chuyện khác nói, vương, vương gia nhưng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu thiên diệu tự nhiên biết những người này tưởng cái gì, hắn đề điểm một câu đã là khó được đến nỗi những người này có nghe hay không, vậy không phải hắn yêu cầu nhọc lòng sự. Nghe được chúng phó tướng nhóm tránh nặng tìm nhẹ vấn đề, tiêu thiên diệu chào phúng nói, các ngươi yêu cầu lo lắng cái gì? Ta, chúng ta chúng phó tướng sờ sờ đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời chẳng lẽ bọn họ muốn nói bọn họ lo lắng võ thần đối bọn họ ra tay sao nhưng loại sự tình này là lo lắng là có thể tránh cho sao tiêu thiên diệu lắc lác đầu tu hồi trên người uy áp võ thần có từng đối với các ngươi động qua tay chưa từng không có võ thần uy áp chúng phó tướng lập tức như là sống lại đây liền nói chuyện đều là trung khí mười phần một không cẩn thận rộng lớn sợ tới mức thẳng che miệng nếu chưa từng các ngươi lo lắng cái gì các ngươi là chiến sĩ các ngươi cần phải làm là đánh thắng trận này chiến đến nỗi kia mấy cái võ thần không cần các ngươi nhọc lòng tiêu thiên diệu nói hôm nay dài nhất một câu chúng phó tướng nhóm lại không có chú ý tới cái này chi tiết bọn họ một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiêu thiên diệu hoàn toàn vô pháp ngôn ngữ tiên a à, vương gia ý tứ là hắn muốn một người giải quyết kia năm vị võ thần vương gia kia chính là năm cái võ thần có thiệt tình lo lắng tiêu thiên diệu người thất thố hỏi sau đó đâu tiêu thiên diệu xoay người nhìn về phía người nọ các người có đối tượng võ thần dũng khí tiêu thiên diệu hỏi không phải năng lực mà là dũng khí tuy nói mãng phu không thể vì nhưng ở trên chiến trường không có dũng khí là không được chưa đem vô năng người nọ cúi đầu lại không dám ngôn ngữ hắn không có càng không có giống tiêu thiên diệu giống nhau đối tượng năm cái võ thần dũng khí hắn không phải sợ chết mà là sợ hãi tử vong kia một khắc đã biết chính mình vô năng, liền làm tốt các ngươi bản chức sự. Tiêu tiên diệu lại một lần nhìn về phía chúng phó tướng, lúc này đây ánh mắt bình thản rất nhiều, trời tối phía trước. Bổn vương muốn xem đến các ngươi tác chiến kế hoạch. Nói xong, vùng ống tay áo, liền rời đi, lưu lại chúng phó tướng hai mặt nhìn nhau. Tiêu thiên diệu trở lại chính mình doanh trướng. Liêu Bạch liền xuất hiện, hai tay dâng lên một phong thơ, lực có vài phần kích động nói, vương gia, bắc vực mạc gia gửi thư, cùng tin cùng đi còn có mạc gia tam thiếu mạc thanh phong. Cùng với mạc gia vài vị cao thủ tuy không phải võ thần, nhưng thực lực lại là bất phàm. Bắc vực mạc gia chính là lâm sơ cửu, phía trước cứu cái kia thai phụ nhà mẹ đẻ. Tiêu thiên diệu từ mạc gia điều một đám lương, mạc gia tắc bằng vào tiêu thiên diệu thế lực. Ở bắc vực củng cố chính mình nhất lưu gia tộc địa vị hai bên có thể nói là chặt chẽ hợp tác bất quá mạc gia lúc này phái người tiến đến đều không phải là có qua có lại mà là bọn họ mạc gia đã cùng tiêu thiên diệu cột vào cùng nhau nếu là tiêu thiên diệu đổ mạc gia cũng sẽ không có kết cục tốt mạc gia đương ra người là thật tinh mát biết được tiền tuyến tình hình chiến đấu sau mạc gia không có lùi bước mà là phái ra trong nhà cao thủ tiến đến trợ trận mạc gia nhưng thật ra thông thấu Tiêu thiên diệu mặt bộ lãnh ngạnh đường cong hơi mềm, tiếp nhận tin, không nhanh không chậm nhìn lên. Tin Trung viết không ngoài chính là tỏ lòng trung thành nói, bất quá mặc ra dùng thực tế hành động cho thấy, bọn họ đều không phải là nói nói, mà là thật sự có thể làm được. Tiêu thiên diệu cũng không có nhiều kích động, tùy tay đem tin gác nơi tay biên, đạm nhiên nói, nếu người tới, liền làm mặc thanh phong tới gặp bổn vương bảy đấu võ thần đệ tử thực lực tuy không tồi nhưng cùng võ thần so sánh với vẫn là kém quá xa giống mà thanh phong như vậy thật muốn cùng võ thần đối thượng cũng chỉ là chịu chết phân đúng vậy tiêu thiên diệu đạm nhiên lệnh lưu bạch bình tĩnh không ít trên mặt rõ ràng vui sướng đạm đi thay thế chính là cùng tiêu thiên diệu không sai biệt lắm người chết mặt Mạc thanh phong thực mau bị mang theo tiến vào cùng tiêu thiên diệu chào hỏi sau liền đem chính mình ý đồ đến thuyết minh vương gia thanh phong lần này tuy là phụng phụ thân chi mệnh nhưng lại là tự nguyện ý tiến đến thanh phong tuy không phải võ thần lại có cùng võ thần một trận chiến dũng khí khẳng định vương gia cấp thanh phong một cái cơ hội cũng hào kêu thanh phong biết chính mình cùng võ thần tranh lệch mạc thanh phong sư phụ chính là võ thần hắn biết rõ chính mình cùng võ thần tranh lệch hắn lựa chọn tới tiền tuyến chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm liền giống như phụ thân hắn theo như lời như vậy hắn có thể chết nhưng là tiêu thiên diệu không thể chết được hắn đã chết, mạc gia như cũ sẽ là bắc vực số một số hai đại gia tộc, nhưng tiêu thiên diệu đã chết, bắc vực vương còn có đơn gia tiệt không sẽ bỏ qua mạc gia. Hắn là mạc gia người, hưởng thụ mạc gia mang đến vinh quang, tự nhiên phải vì mạc gia trả giá. Người nhưng thật ra nghĩ sao nói vậy? Tiêu thiên diệu trên mặt tuy rằng không hiện nhưng mạc gia này cử vẫn là làm tiêu thiên diệu rất là tâm hỷ. Từ xưa luôn là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tiết khó, mặc ra cùng hắn kết giao, đúng là hắn ở vào thông lũng là lúc mặc ra nhưng thật ra đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Ngày sau tất là một đại trợ lực. Mạc Thanh Phong nhuền miệng cười, Thanh Phong đương vương ra là khen ta. Có lẽ là cảm thấy chính mình không sống được bao lâu, Mạc Thanh Phong ở tiêu tiên diệu trước mặt. Cũng không có như vậy câu nể, không tự giác mà liền mang ra vốn có tiêu sái cùng không kềm chế được. Vốn chính là người giang hồ, hành sự tiêu xái tùy ý quán, ngày thường trang trang liền tính không đạo lý sắp chết rồi, còn muốn ủy khuất chính mình. Xác thật là khen ngươi. Mạc Thanh Phong này cử nhưng thật ra ngoài ý muốn hợp Tiêu Thiên Diệu ăn uống, lời nói gian cũng ít vài phần lãnh ngạnh cùng khách sáo. Chỉ tiếc, Mạc Thanh Phong phát hiện không ra, bởi vì Tiêu Thiên Diệu như cũ là lạnh một khuôn mặt, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình nghe được tiêu thiên diệu chính thức khích lệ, tuy là mạc thanh phong ra mặt lại hậu, lúc này cũng có chút ngượng ngùng, rất là không được tự nhiên nói, đa tạ vương ra khích lệ. Hắn chỉ là vui đùa thôi, không nghĩ tới tiêu vương sẽ thật sự. Quả nhiên, đồn đãi không có lầm, tiêu vương người này nghiêm cẩn nghiêm túc đến khô khan, căn bản chính là sẽ không nói dỡn chủ. Hắn vẫn là đứng đắn một ít hào. Ít nhất không thể tùy tiện ở tiêu vương trước mặt nói giỡn, bằng không tiêu vương nếu là thật sự liền không hảo nếu lâm sơ cửu ở chỗ này, nhất định sẽ không khách khí phun tàu, các ngươi này nhóm người, đều bị tiêu thiên diệu cái này giả đứng đắn cấp lừa. Tiêu thiên diệu nơi nào ngây người, nơi nào bản, các ngươi đều bị lừa được không? mươi 520 hối hận hoa ra tới. Tuy nói mà thanh phong đoàn người thực lực vô pháp cùng võ thần so sánh với, nhưng bọn họ đã đến lại làm toàn quân thượng tin tưởng tăng nhiều. Các ngươi này nhóm người quả thực bị mù nhọc lòng, vương gia sao có thể không có chuẩn bị, này không hỗ trợ người liền tới rồi sao? Ta chính là nghe nói, bác vực mạc gia thanh phong thiếu gia. Sư từ bảy đấu võ thần, thực lực sâu không lường được cùng võ thần đối tượng cũng sẽ không thua. Vương gia quả nhiên là thâm tàng bất lậu, ta liền nói sao, vương gia lợi hại như vậy, sao có thể không có mấy cái lợi hại vấn đề? Cái kia thanh phong thiếu gia chính là nói hắn sư phụ bảy đấu võ thần cùng vương gia chính là bạn tốt vương gia nhận thức người cũng là võ thần đâu nghe nói vương gia còn không phải võ thần thời điểm liền đến võ thần sơn vương gia khẳng định nhận định rất nhiều võ thần đáng tiếc võ thần trên núi những cái đó võ thần là sẽ không xuống núi bằng không vương gia vung tay hô to bác lịch kia mấy cái võ thần tính cái gì ở Lưu Bạch cố ý vô tình dẫn đường hạ, toàn quân trên dưới đều biết Mạc Thanh Phong võ công cao cường, cũng biết Tiêu Thiên Diệu sớm có an bài, kiên năm cái võ thần tuyệt không phải uy trợ. Ít nhất sẽ không uy hiếp đến bình thường tướng sĩ tánh mạng. Mạc Thanh Phong nguyên bản còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nghe được Lưu Bạch nói, này cử là vì phấn chấn quân tâm, tăng lên sĩ khí, Mạc Thanh Phong cũng liền không nói cái gì. Hắn tới tiền tuyến chính là vì giúp Tiêu Vương, mặc kệ như thế nào giúp, chỉ cần có thể giúp đỡ thì tốt rồi. Chỉ là mỗi khi ra ngoài, đều bị chúng tướng sĩ dùng nóng rát ánh mắt nhìn quét, làm Mạc Thanh Phong thập phần trột giả. Hắn, hắn thật sự thật sự không có bọn họ nói như vậy lợi hại nha. Hắn chính là một người bình thường, tuy nói ở Giang Hồ bị xưng là cao thủ số một số hai, khả đối thượng võ thần cũng chính là cặn bã. Chỉ có bị đánh phân. Nhưng cố tình những lời này hắn không thể nói, liền tính nói cũng vô dụng, sẽ bị người trở thành là khiêm tốn vì thế mạc thanh phong gần nhất tận lực giảm bớt ra ngoài nhưng không nghĩ hắn này cử ở chúng tướng sĩ trong mắt lại là cao nhân phong phạm mạc thanh phong đã không nghĩ nói chuyện dù sao hắn giờ phút này nói cái gì những cái đó tướng sĩ đều có bản lĩnh bẻ cong hắn bổn ý tiền tuyến chiến sự như cũ khẩn trương nhưng có mạc thanh phong một hàng gia nhập quân tâm đại ổn sĩ khí tăng nhiều hết thảy đều chiều tốt phương hướng phát triển tin tức truyền quay lại kinh thành chính là hoàng thượng cũng cao hứng không ít đi nói đông văn cùng tây võ cũng đánh lên nhưng hoàng thượng rất rõ ràng cùng bắc lịch trận chiến ấy mới là trọng điểm chỉ cần đông văn thắng bắc lịch tây võ liền sẽ bất chiến mà bại phản chi cùng bắc lịch một trận chiến đông văn nếu là bại như vậy cùng tây võ một trận chiến này đông văn chính là thắng ý nghĩa cũng không lớn yêu thiên diệu ở tiền tuyến biểu hiện đáng giá thưởng thức đối mặt trung ương đế quốc phái ra võ thần tiêu thiên diệu không có hồi kinh cầu cứu mà là bằng vào bản thân chi lực độc khiêng năm cái võ thần áp lực như vậy thực lực như vậy khí phách phóng nhãn tư quốc trừ bỏ tiêu thiên diệu ngoại chỉ sợ lại không người có thể làm chỉ là hoàng thượng ở kiêu ngạo vừa lòng rất nhiều lại không lo lắng tiêu thiên diệu biểu hiện đến thật tốt quá một trận chiến này sau tiêu thiên diệu ở đông văn huy vọng chỉ sợ không người có thể cập Đến lúc đó chỉ sợ đông văn bá tánh, sẽ chỉ biết tiêu thiên diệu mà không biết hoàng thượng. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hoàng thượng trong lòng tựa như miêu chảo giống nhau khó chịu, nhưng hắn không phải một cái sách không rõ người, hắn biết rõ lúc này. Hắn tuyệt không có thể cùng tiêu thiên diệu nội đấu, kéo chân sau chân sau, làm ra làm thù giả mau, thân giả đau sự. Hoàng đế làm được chẫm này phân thượng cũng là tuyệt. Hoàng đế nhịn không được tự diễu, trước mặt người khác cũng không khỏi mang ra ba phần lâm tướng mấy cái đế vương tâm phúc âm thầm nghiền ngẫm một phen, đoán được hoàng đế vì sao không cao hứng, đang do dự muốn hay không thế hoàng thượng phân yêu, nhưng không nghĩ. Không đợi bọn họ nghĩ ra chiêu, lại một chuyện lớn đã xảy ra. Đế quốc hoa gia đại thiếu gia, hoa cẩm dung đột đến đông văn, thẳng đến vào kinh mới cho thấy thân phận. Cho thấy thân phận sau, hoa cẩm dung không màng thủ thành tướng lãnh khuyên bảo. Khang khang muốn đi tiêu vương phủ. Ta ông trời nha, đế quốc đỉnh cấp hào môn thiếu gia nha. Thủ thành tướng lãnh Kinh Tam hồn ném bảy phách ở khuyên bảo không có hiệu quả sau Quyết đoán an bài người cấp Hoa Cẩm Dung đoàn người dẫn đường, dẫn bọn hắn đi Tiêu Vương phủ, chính mình tác hỏa tốc tiến cung bẩm báo việc này. Thủ thành tướng lãnh thập phần đua, Hoa Cẩm Dung đoàn người còn chưa tới Tiêu Vương phủ, hắn cũng đã chạy tiến hoàng cung, đem việc này bẩm báo cấp hoàng thượng biết được. Đế quốc Hoa gia, thiên diệu khi nào nhận thức đế quốc người? Vẫn là Hoa gia cái này đỉnh cấp thế gia, này quả thực không hợp lý nhận thức đế quốc hoa ra người. Tiêu thiên diệu muốn ngôi vị hoàng đế còn cần cùng hắn đấu sao? Chỉ cần hoa ra ra mặt tạo áp lực hắn tất nhiên không dám tranh cãi nữa. Thánh thượng có lẽ tiêu vương cùng đế quốc hoa gia cũng không quen biết, vương gia gần nhất ở trung ương đế quốc danh khí rất lớn, hoa gia người giờ phút này đi tiêu vương phủ. Không nhất định là chuyện tốt, lâm tướng đúng lúc mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình chỉ là hắn nói tắc rơi xuống, hữu tướng liền đưa ra tương phản ý kiến, thánh thượng thần có bất đồng cái nhìn. Không biết thánh thượng có không nhớ rõ một năm trước, đế quốc hoa ra tìm tư quốc hỗ trợ một chuyện. Hữu tướng luôn luôn mưu rồi sau đó động tâm tư tỉ mỉ tổng có thể chú ý tới người khác bỏ qua chi tiết. Người là nói, hoàng thượng đột nhiên đứng lên, đồng từ phóng đại, khiếp sợ nói thiên diệu tìm được rồi hoa ra tiểu thiếu ra. Nhất định là nguyên nhân này, trừ cái này ra hoàng thượng không thể tưởng được còn có chuyện gì có thể làm hoa gia đại thiếu gia thân đến. Rốt cuộc gõ đông văn hoặc là tiêu thiên diệu nói cũng không phải hoa gia ra mặt mà là đế quốc hoàng thất ra mặt. Hữu tướng cẩn thận quán tuy nói tự nhận đoán cách 89 phần 10 nhưng giờ phút này hoàng đế hỏi hắn như cũ là bảo thủ nói thần cũng chỉ là suy đoán đảm đương không nổi chuẩn. Hoàng thượng lắc lắc đầu, bị đẻ nén nói, người suy đoán không có sai, tiêu vương phi phía trước ngoài ý muốn phát hiện từ ân đường tấm màn đen, đem từ ân đường hài từ toàn bộ ôm đi. Những cái đó trong bọn trẻ mặt khả năng liền có hoa gia tiểu thiếu gia. Cuối cùng một câu, hoàng thượng nói dị thường chua sót, thậm chí mang theo rõ ràng hối hận cùng ảo não. Không có biện pháp không hối hận, không ảo não nha một năm trước đế quốc hoa ra hướng tư quốc xin giúp đỡ thỉnh tư quốc giúp bọn hắn tìm kiếm bị người bắt cóc tiểu thiếu gia cũng ưng thuận đủ loại làm người mắt thèm chỗ tốt chỉ cần tìm được hoa gia tiểu thiếu gia vàng bạc tài bảo tất nhiên là không cần phải nói hoa gia còn ưng thuận đông đảo linh đan diệu dược thậm chí còn hứa hẹn chỉ cần tư quốc tìm được nhà bọn họ tiểu thiếu gia bọn họ hoa gia ở không vi phạm quốc gia đạo nghĩa trước mặt có thể vì đối phương làm một chuyện cái này hứa hẹn đối tư quốc hoàng đế tới nói có chí mạng dụ hoặc được đến hoa ra cái này hứa hẹn chẳng khác nào bọn họ trên người liền nhiều một chương bảo mệnh phù đừng nói cứu mạng chính là nước mất nhà tan hết sức có hoa ra cái này hứa hẹn ở cũng có thể làm quốc gia khởi từ hồi sinh tin tức này vừa ra tư quốc hoàng đế đều điên rồi oanh oanh liệt liệt tìm hảo một thời gian đáng tiếc đào ba thước đất đem cả nước đều tìm khắp cũng không có tìm được hoa ra tiểu thiếu ra đến mặt sau thật sự vô pháp chỉ phải từ bỏ hoa ra nhưng thật ra không có làm tư quốc làm không công người tuy rằng không có tìm được nhưng vàng bạc châu báu cùng linh đan rượu dược lại cho không ít làm tư quốc hoàng thất thập phần vừa lòng hoàng thượng tuy rằng cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc nhưng thật không có ảo não hối hận một loại rốt cuộc hắn không có tìm được người nhưng mặt khác tam quốc cũng không có tìm được mọi người đều giống nhau hoàng thượng trong lòng thập phần cân bằng chính là Chương 521 thất thố không cần phải lấy lòng. Chính là hiện tại lại có người nói cho hoàng thượng, hoa gia tiểu thiếu gia liền ở Đông Văn, liền ở dưới mí mắt của hắn. Hắn nguyên bản có thể cầm hoa gia tiểu thiếu gia, đi đổi lấy hoa gia cái kia thừa nếu, nhưng hắn lại bạch bạch bỏ lỡ cơ hội này, không chỉ có không có đem người tìm ra, còn tiện nghi tiêu tiên diệu. Này quả thực là gào tâm trào phổi giống nhau hối hận nha. Phốc hoàng thượng chỉ cảm thấy ít hầu một trận ngọt mùi tanh khí huyết cuồn cuộn lập tức phun ra một búng máu trước mắt tối sầm đông ngã quỵ trên mặt đất trẫm hoàng thượng hoàng thượng lâm tướng cùng hữu tướng dọa ngốc phản ứng lại đây sau lập tức tiến lên nhưng bên người hầu hạ hoàng thượng thái giám so với bọn hắn càng mau một bước thuận lợi đẩy ra lâm tướng cùng hữu tướng chiếm cứ có lợi vị trí vài vị đại nhân mau mau kêu thái y nha bên người thái giám đỡ hoàng thượng, vẻ mặt lo lắng, như vậy thật giống như nhà mình thân cha đã xảy ra chuyện. Thái y, thái y, mau tiên thái y. Lâm tướng cùng Hữu tướng trong lòng ngầm bực nhưng trên mặt lại là vẻ mặt kinh hoàng. Thật tốt tỏ lòng trung thành cơ hội, cư nhiên bị một cái thái giám đoạt mệt. Tần, Tần thái y tìm hắn tới. Hoàng thượng hai mắt nhắm nghiền, ý thức không không rõ. Lại nhớ thương chính mình thường dùng thái y, chỉ là Tần Thái Y bị thương ở nhà, chờ Tần Thái Y tiến cung, rau kim châm đều lạnh. Lâm tướng mới mặc kệ này đó, nghe được hoàng thượng yêu cầu, xoay người liền ra bên ngoài chạy, mau. Mau đi tìm Tần Thái Y, mau đi. Hữu tướng lại chậm một bước chờ mắt nhìn lâm tướng chạy thượng chạy tới, chính mình đi chỉ có thể đứng chờ. Hữu tướng thầm hận chính mình tuổi đại, chân cẳng không tốt. Làm lâm tướng chiếm tiện nghi. Phần phó người đi thỉnh Tần Thái Y sau, một đám người luống cuống tay chân đem hoàng thượng nâng đến tầm cung ra như vậy sự, lâm tướng cùng hữu tướng cũng không dám đi. Chỉ có thể canh giữ ở ngoài cung chờ hoàng thượng tỉnh táo lại. Kể từ đó, liền không có không có mắt người, chạy tới tiêu vương phủ tìm hiểu tin tức hoặc là cầu kiến hoa cẩm dung, nhưng thật ra làm lâm sơ cửu cùng hoa cẩm dung có cũng đủ nói chuyện thời gian. Lâm sơ cửu tuy rằng biết đế quốc hoa gia người sẽ đến, nhưng lại không biết ngày nào đó sẽ đến, lâm sơ cửu nghe được tào quản gia thông truyền, cùng hoàng thượng giống nhau bị hoảng sợ hoa cẩm dung đã đến tuy nói không có sắt lâm sơ cửu một cái trở tay không kịp nhưng cũng là làm lâm sơ cửu chấn động cũng may nàng rốt cuộc không phải bản thổ người tuy rằng biết trung ương đế quốc rất cường đại nhưng lại sẽ không giống lâm tướng những người đó đem trung ương đế quốc người trở thành thần lâm sơ cửu cấp đủ hoa cẩm dung mặt mũi tự mình ra tới nghênh đón hoa cẩm dung người mặc màu xanh ngọc trường bào quần áo cùng cổ tay áo dùng tiền tài câu lấy biên bên hông đai lưng đồng dạng là màu lam chỉ là hơi thiền một ít mặt trên được khảm mấy khối đá quý nhìn qua tập phần đơn giản nhưng chi tiết chỗ lại lộ ra đẹp đẽ quý giá đèn nhánh tóc dài dùng một khối mặt ngọc phát quan thúc khởi nhìn không hiện nhưng thật tinh mắt người lại biết liền hắn trên đầu kia khối ngọc đó là dù ra giá cũng không có người bán Hoa cẩm dung trên người cơ hồ không có dư thừa trang trí, chỉ ở bên hông treo một khối ngọc sức màu sắc ôn nhuận, cổ sư hào phóng, vừa thấy chính là có chút năm đầu lão ngọc. Chẳng sợ lâm sơ cửu không hiểu ngọc cũng biết kia đồ vật không tầm thường. Lâm sơ cửu không dám nhiều xem, nhìn lướt qua, trong lòng có đại khai ấn tượng, liền quyết đoán tu hồi ánh mắt tự nhiên hào phóng tiến lên, cùng hoa cẩm dung chào hỏi. Cho dù là đối mặt đế quốc hoa gia đại thiếu gia, lâm sơ cửu như cũ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không có bãi thân vương phi cái giá, khá vậy không có lộ ra một tia nịnh nọt lấy lòng tư thái. Càng cũng không có một tia khẩn trương cùng thấp thòm. Ở lâm sơ cửu đánh giá hoa cẩm dung khi, hoa cẩm dung cũng ở đánh giá nàng. Hoa cẩm dung tới đột nhiên, lâm sơ cửu không dám làm hắn nhiều chờ, này đây ăn mặc thường phục liền ra tới tuy nói không khó coi, nhưng rốt cuộc thất lễ, điểm này dừng ở hoa cẩm dung trong mắt chính là đối hắn khinh mạn. Đương nhiên, hoa cẩm dung tuyệt không sẽ thừa nhận là hắn không có ấn quy củ đệ thiệp đột nhiên tới đến thăm mới làm chủ nhân ra chuẩn bị không kịp thời. Lâm sơ cửu ở hoa cẩm dung trong lòng ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, bởi vậy, hoa cẩm dung thấy thế nào đều cảm thấy lâm sơ cửu không vừa mắt nam xem quá mức tinh xảo, diện mạo quá mức diễm lệ, nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, rất có quý khí, chính là, chính là quá bình tĩnh. Hắn chính là đế quốc hoa gia đại thiếu. Người này thấy chính mình cư nhiên không kích động, không khẩn trương. Hoa cẩm dung không khỏi nhíu mày, trong mắt toát ra vài phần không mừng. Làm đế quốc hoa gia đại thiếu gia, hoa cẩm dung giáo dưỡng thực hào. Sẽ không biểu hiện ra khinh thường người cao ngạo tư thái, nhưng hắn trong xương cốt lại là cao ngạo đừng nói lâm sơ cửu cái này đến từ đông văn tiểu quốc thân vương phi chính là trung ương đế quốc những cái đó thân vương phi tử, đối hắn cũng là khách khách khí khí chưa ngữ trước cười này lâm sơ cửu thật đúng là không coi ai ra gì ở hoa cẩm dung xem ra tại thượng vị giả trước mặt khiêm tốn là bình thường lâm sơ cửu biểu hiện quá khác người cũng không biết là thật sự như vậy đạm nhiên vẫn là giả vờ hảo khiến cho hắn chú ý Hoa cẩm dung đôi mắt khẽ nhúc nhích đã đem kia một tia không mừng thu hồi, mang theo quý tộc đặc có rụt rè, nhẹ nhàng gật đầu tiêu vương phi. Hoa lệ âm cuối giống như tiền sướng than nhẹ thập phần dễ nghe. Cũng may Lâm sơ cửu nghe quán Tiêu Thiên rượu càng tốt nghe càng hoa lệ thanh âm, cho nên phản ứng thập phần bình thường. Hai bên chào hỏi sau, Lâm sơ cửu không có cùng Hoa cẩm dung khách sáo, không đợi Hoa cẩm dung tìm hỏi, liền nói biết Hoa công tử vội vã xác định tiểu thiếu ra thân phận chúng ta đi trước xem tiểu thiếu gia như thế nào. Đa tạ tiêu vương phi, hoa cẩm dung đôi mắt một trọn, khóe mắt dư quang quét về phía lâm sơ cửu, vẻ mặt nhìn ngẫm. Cái này tiêu vương phi nhưng thật ra có ý tứ, cư nhiên không có nhân cơ hội bắt chuyện hoặc là chấp nối còn tính không tôi. Hoa cẩm dung đối lâm sơ cửu ấn tượng rốt cuộc tốt hơn một chút. Khủ khủ hoa cẩm dung thật sự là quá xem trọng lâm sơ cửu, lâm sơ cửu không phải không nghĩ quá phản giao tình, chấp nối. Mà là nàng có tự mình hiểu lấy đồng văn hoàng đế ở hoa gia đại thiếu trước mặt đều đến khách khách khí khí nàng tính thứ gì chỉ bằng nàng như bây giờ địa vị ngốc không rét đậm đi cùng hoa cẩm dung phản quan hệ lôi kéo tình cảm chỉ biết bị người ghét bỏ kia cái gì thành công học bên trong dạy người giao tế rắn chắc có quyền thế mở rộng nhân mạch luận điệu nàng ở y học viện niệm thư kia sẽ cũng không tin hiện tại sao có thể tin muốn kết bạn có quyền thế người muốn mở rộng chính mình nhân mạch không phải người tích cực luồn cúi nỗ lực biểu hiện chính mình là có thể thu hoạch đối phương hữu nghị mà là muốn chính mình nỗ lực đạt tới ngang nhau độ cao chỉ có như vậy người mới có tư cách rắn chắc những cái đó có quyền thế người nhận thức càng nhiều người ở cái gì đều không có chính mình cái gì đều không phải dưới tình huống ở những cái đó có quyền thế người trước mặt liều mạng băng đặt biểu hiện vậy ngươi cùng vai hề có cái gì hai dạng lâm sơ cửu lúc này hoàn toàn không có nghĩ tới muốn mượn cơ hội cùng hoa ra phản thượng quan hệ. Nàng tâm thái thực hảo, dù sao nàng liền tính vô pháp cùng hoa ra kéo gần quan hệ. Cũng có thể được đến hoa ra một cái hứa hẹn, nàng tin tưởng hoa ra như vậy đại gia tộc nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nói nữa, nàng tìm được hoa ra tiểu thiếu ra, liền tính vô pháp cùng hoa ra gia giao hảo, cũng không có khả năng cùng hoa ra trở mặt không phải. Vô dục tắc cương. Lâm sơ cửu đối hoa ra không chỗ nào cầu, nàng tự nhiên sẽ không khom lưng uốn gối, cũng có thể ở hoa cẩm dung trước mặt, lưu giữ tự mình. Trường 522 tiên chân một người như thế nào sinh hài tử? Tiêu vương phủ rất lớn, bất quá hoa ra tiểu thiếu ra sở trụ sân, ly chủ viện rất gần, hai người đi rồi ước chừng 15 phút liền đến. Lâm sơ cửu chỉ chỉ viện môn, hoa công tử, tiểu thiếu ra ở nơi này ở vào phía đông nam vị vừa thấy liền biết không phải chủ viện hoa cẩm dung bước chân lực dừng lại đốn quay đầu nhìn về phía lâm sơ cửu ta cho rằng ngươi sẽ tự mình chiếu cố ta đệ đệ này không phải tìm hỏi đây là trách cứ ở hoa cẩm dung xem ra hắn đệ đệ kiểu gì tôn quý như thế nào có thể tùy tiện ném cho hạ nhân trông giữ như thế nào cũng muốn tiêu vương phi tự mình chiếu cố mới là này tiêu vương phi biết rõ hắn đệ đệ thân phận, cư nhiên còn đem hắn đệ đệ ném cho hạ nhân, này tuyệt đối là đối bọn họ hoa ra coi rẻ. Hoa cẩm dung thực không cao hứng. A à, lâm sơ cửu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hoa cẩm dung, hoa công tử, ngươi cảm thấy ta tự mình chiếu cố, sẽ so hạ nhân làm được càng tốt sao? Không phải lâm sơ cửu không tin chính mình, mà là nàng rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, nàng không phải dục anh sư, kiếp trước kiếp này cũng không có sinh quá hài từ chiếu cố quá hài tử, nàng căn bản không hiểu như thế nào chiếu cố hài tử được không? Hoa Cẩm Dung biết Lâm Sơ Cửu nói có đạo lý, nhưng hắn như cũ bất mãn, người liền tính không thể tự mình chiếu cố ta đệ đệ, cũng nên đem ta đệ đệ đặt ở chủ viện, và nhất ta đệ đệ có chuyện gì? Người gánh nặng đến khởi sao? Ách! Nghe được Hoa Cẩm Dung chỉ trích Lâm Sơ Cửu vô ngữ tới cực điểm. Vị này Hoa Công Tử có phải hay không lầm cái gì? Nàng giống như cứu hắn đệ đệ đi. Không cảm tạ nàng liền tính, còn chỉ trích này một hồi, này thật là đối ân nhân cứu mạng nên có thái độ sao? Lâm Sơ Cửu thật muốn chỉ vào cửa, đối Hoa Cẩm Dung nói, bất mãn lăn. Chính là, nghĩ đến đối phương thân phận, Lâm Sơ Cửu chỉ có thể nhịn. Lâm Sơ Cửu xả ra một mạt cứng đờ cười, nói, "Hoa công tử, chủ viện tuy hảo nhưng cũng không thích hợp tiểu hài tử cư trú." Nơi này tới gần chủ viện, trong viện không có núi giả, sông nhỏ Bên trong có chuyên môn vì hài tử chuẩn bị mặt cỏ. Trong nhà còn có chuyên môn cấp hài tử dùng bể tám Trong viện khí cụ đều là tốt nhất, sở hữu vật trang trí cùng gia cụ đều là viên giác. Viện này nguyên là vì vương phủ tiểu thế tử chuẩn bị. Ta cố ý làm người thu thập ra tới, cấp tiểu thiếu gia dùng. Phải không? Hoa cẩm dung lửa giận hơi giảm, lâm sơ cửu dùng sức gật đầu, hoa công tử không tin, có thể vào xem, ta tuyệt không có lửa ngươi hoa cẩm dung không phải một cái keo kiệt người nghe được lâm sơ cửu lời này lập tức minh bạch chính mình trách oan đối phương lập tức hào phóng xin lỗi như thế đến là ta bỏ lỡ ngươi còn thỉnh tiêu vương phi thứ lỗi ách người không biết vô tội lâm sơ cửu không nghĩ tới hoa cẩm dung sẽ xin lỗi người này tuy rằng nhìn yêu nhã thong dong bình dị gần gũi khả lâm sơ cửu lại có thể cảm giác được hoa cẩm dung trong lúc lơ đãng biểu hiện ra ngoài tạo cùng lãnh ngạo đều không phải là cố tình mà là khắc vào trong xương cốt tự phụ lâm sơ cửu có thể lý giải cũng không cảm thấy là nhục nhã rốt cuộc hoa cẩm dung xuất thân bãi tại nơi đó lâm sơ cửu lạc hậu một bước làm hoa cẩm dung đi trước đi vào tiểu viện sau lâm sơ cửu liền đơn giản giới thiệu một chút sân bố cục làm hoa cẩm dung minh bạch nàng đem hoa ra tiểu thiếu ra đặt ở cái này sân cũng không phải coi khinh mà là coi trọng Lâm Sơ Cửu mặc kệ Hoa Cẩm Dung muốn nghe hay không không nghe, một đường lại nhảy vì Hoa Cẩm Dung giới thiệu tiểu viện một thảo một mộc. Những lời này nguyên là Tào quản gia nói cho Lâm Sơ Cửu nghe. Tào quản gia tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện này, hắn đây là là ám chỉ Lâm Sơ Cửu chạy nhanh gấp Vương gia sinh tiểu thế tử nha. Nhìn đến không có, Vương gia liền tiểu thế tử trụ sân đều thu thập ra tới, Vương phi còn không sinh sao? Mỗi khi nghe được tàu quản gia nhắc tới tiểu thế từ gì đó, lâm sơ cửu đều tưởng phun hắn vẻ mặt thủy. Nàng cùng tiêu thiên diệu đều không có kia gì, như thế nào sinh? Nàng một người có thể đem hài tử sinh ra tới sao? Nàng thật muốn một cái đem hài tử sinh ra tới, phỏng chừng tiêu thiên diệu có thể bóp chết nàng. Nhưng loại sự tình này nàng có thể cùng tàu quản gia nói sao? Không thể. Cho nên, mặc kệ tào quản gia như thế nào ám chỉ lâm sơ cửu đều giả ngu dù sao tào quản gia cũng không dám trực tiếp hỏi nàng coi như làm cái gì cũng đều không hiểu muốn tìm cái bánh bao chơi nàng liền tới đậu đậu hoa ra tiểu thiếu gia hoặc là đi từ ân đường làm nghĩa công hảo chơi còn bớt lo lâm sơ cửu trước đó khiến cho tào quản gia thông chi chiếu cố hoa ra tiểu thiếu gia bà vú hai người vừa tiến đến bà vú liền đem hai tử ôm lấy bà vú không biết hoa cẩm dung thân phận chỉ là hơi hiện co quắp thật không có xuất hiện bởi vì khẩn trương đem hài tử quang ngã đi ra ngoài cầu huyết ngoài ý muốn vương phi tiểu thiếu gia tiểu cửu tiểu hài tử bị ôm vào tới kia một khắc từ liền vào cửa liền vẫn duy trì cao quý yêu nhã quý tộc phạm hoa gia đại thiếu thất thố hoa cẩm dung ba bước cũng làm hai bước đi lên trước một phen từ bà vú trong lòng ngực đoạt lấy hài tử Tiểu thiếu ra bà vú hoàng sợ, muốn đi đoạt lấy hài tử, lại bị lâm sơ cửu ra tiếng ngăn lại, hảo, người có thể đi xuống. Là, là, hài tử đột nhiên bị đoạt, tuy nói không phải cái gì kẻ xấu, nhưng bà vú như cũ dọa kinh hồn chưa định ra cửa lúc ấy thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng. Hoa cẩm dung ôm tiểu tử, nhìn đến tiểu hài tử mặt kinh hỉ nói, cùng tiểu cửu lớn lên giống nhau như đốt tiểu hài từ lá gan rất lớn bị người xa lạ ôm cũng không khóc cười bập bẹ huy tay nhỏ chiều hoa cẩm dung ê ê a à a à kêu to thanh âm này đem hoa cẩm dung tâm đều kêu hòa tan không hổ là là cùng hắn một mẹ đẻ ra đệ đệ chính là thông minh vì tiến thêm một bức chứng thực hoa cẩm dung vội vàng vén lên tiểu hài từ quần áo quả nhiên ở tiểu hài từ trước ngực nhìn đến móng tay lớn nhỏ hoa hình thai lộc tiểu cừu đại ca cuối cùng tìm được ngươi hoa cẩm dung hốc mắt phiếm hồng nghẹn ngào một tiếng vì không cho chính mình thất thố, hoa cẩm dung thật sâu mà hít vào một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh hỉ, nỗ lực bảo trì thế gia quý tử hình tượng. Bập bẹ tiểu hài từ cười khanh khách, sấn hoa cẩm dung thất thố hết sức, một phen túm chặt hoa cẩm dung đầu tóc, hoa cẩm dung ăn đau, nhưng lại lại không dám dùng sức. Chỉ có thể chật vật cùng tiểu hài từ tiểu thịt tay phấn đấu. Tiểu hài từ nhìn tiểu, nhưng sức lực rất lớn, túm hoa cẩm dung đầu tóc chính là không buông tay, đau hoa cẩm dung bất thẳng tới khí. Lâm Sơ Cửu xem đến buồn cười, nhưng thật ra không nói gì thêm. Chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, chờ Hoa Cẩm Dung không xuống dưới. Không làm Lâm Sơ Cửu chờ lâu lắm, Hoa Cẩm Dung thực mau liền từ tiểu hài tử trong tay, đoạt lại chính mình tóc vẻ mặt sủng nịch nói, ngươi cái này tiểu nghịch ngợm. Ngẩng đầu, đối thượng Lâm Sơ Cửu hài hước con ngươi, Hoa Cẩm Dung đạm đạm cười, không có một tia xấu hổ cùng không được tự nhiên, đem hài tử giao cho một bên tùy tùng, Lý Hảo loạn tóc dài. Triều Lâm sơ cửu xin lỗi nói, xin lỗi, nhất thời cao hứng, thất thố. Ngoài miệng nói xin lỗi, đáng nói hành trung lại không có một tia xin lỗi, Lâm sơ cửu gật đầu, lý giải. Lý giải quý tộc gia thiếu gia, sẽ không ôm tiểu hài tử, lần đầu tiên ôm tiểu hài tử. Liền đem chính mình làm cho chật vật bất kham. Hoa cầm dung mày hơi trao, hắn tổng cảm thấy Lâm sơ cửu theo như lời lý giải hai chữ đừng đều thâm ý, nhưng hắn lại thật không nghĩ hỏi trực giác nói cho hắn thật muốn hỏi ra tới có hại nhất định hắn hoa cẩm dung ho nhẹ một tiếng ở lâm sơ cửu bên cạnh người ngồi xuống vẻ mặt nghiêm túc nói tiêu vương phi hiện tại chúng ta tới nói chuyện người có thể được đến đồ vật hoa ra sẽ không không duyên cơ thiếu nhân tình chương 523 thú vị có người yêu khác cùng lấy lòng phản giao tình so sánh với, Lâm Sơ Cửu càng thích việc công xử theo phép công, nghe được Hoa Cẩm Dung nói, Lâm Sơ Cửu cũng không cảm thấy bị ô nhục. Vốn là không có gì giao tình, nhưng tất đông cứng đi lôi kéo tình cảm. Nếu là người khác cấp chỗ tốt chính là ô nhục kia nàng thà rằng mỗi ngày bị ô nhục. Nói điều kiện liền cùng làm buôn bán một cái dạng, một cái đầy trời ra giá, một cái ngay tại chỗ trả giá. Lâm Sơ Cửu cũng không vội vã nói ra chính mình điều kiện, mà là hỏi, Hoa gia có thể cho ta cái gì? Hoa gia từng hứa hẹn, chỉ cần tìm được Tiểu Cửu, sẽ số tiền lớn tạ ơn, khác sẽ ở không thể vi phạm quốc gia đại nghĩa tiền đề hạ, giúp đối phương làm một chuyện. Hoa Cẩm Dung cũng không có quanh co lòng vòng, hắn đem cái này tư quốc đều biết điều kiện nói ra. Số tiền lớn liền không cần, Hoa gia muốn chịu giúp ta một cái vội, ta liền vô cùng cảm kích. Lâm sơ cửu chống đẩy vàng bạc cũng không phải vì bác hào cảm mà là nàng khai ra tới điều kiện. Tuyệt không phải dễ dàng có thể làm đến sự. Rõ ràng Hoa Cẩm Dung cũng minh bạch nghe được Lâm Sơ Cửu lời này, Hoa Cẩm Dung mày hơi trao, lắc đầu cự tuyệt nên cấp ta Hoa ra không phải ít, Hoa ra không thiếu về điểm này đồ vật. Đối bọn họ nhân ra như vậy tôi nói, có thể sử dụng tiền tài giải quyết sự đều không gọi sự chân chính phiền toái chính là điều kiện. Lâm Sơ Cửu sau khi nghe xong, không có lại chống đẩy. Nàng sẽ không bởi vì Hoa Gia cho số tiền lớn tạ ơn, liền thay đổi sớm định ra điều kiện. Hoa công tử, người cũng biết Đông Văn cùng Bắc Lịch một trận chiến. Hoa Gia không nhúng tay hai nước chi chiến. Hoa Cẩm Dung không đợi Lâm Sơ Cửu nói, liền trước một bước lấp kín Lâm Sơ Cửu miệng. Ta biết, không vi phạm quốc gia đại nghĩa sao? Lâm Sơ Cửu nhìn như tùy ý vừa nói, nhưng Hoa Cẩm Dung lại từ này một câu chung, nghe ra thật sâu trào phúng chỉ, bất quá loại này đoạn số trào phúng hoa cẩm dung hoàn toàn không xem ở trong mắt làm nhất lưu thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng công tử hoa cẩm dung tuy không đến mức cùng trà trộn quan trường lão bánh quẩy giống nhau mặt hậu tâm hắc khá vậy không đến mức pha lê tâm nghe được một câu trào phúng liền thương tâm xấu hổ nan kham hoa cẩm dung tươi cười bất biến nhìn lâm sơ cửu tĩnh chờ lâm sơ cửu tiếp tục nói Lâm sơ cửu thầm mắng một tiếng tiếu diện hồ tiếp tục nói, nhúng tay Đông Văn cùng Bắc lịch một trận chiến là vi phạm quốc gia đại nghĩa. Không biết ta tình hoa công tử giúp ta cứu một cái ở trên chiến trường người, hay không vi phạm quốc gia đại nghĩa. Đây mới là lâm sơ cửu chân chính mục đích. Người muốn ta giúp người cứu tiêu vương. Không cần lâm sơ cửu chỉ ra, hoa cẩm dung liền minh bạch. Đúng vậy ta hy vọng hoa công tử có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay cứu nhà ta vương ra một lần nàng cũng coi như là cứu hoa gia tiểu thiếu gia một mạng. Hiện tại nàng thỉnh hoa gia giúp nàng cứu tiêu thiên diệu, này cũng coi như là một mạng còn một mạng. Hoa Cẩm Dung không có đồng ý, mà là hỏi lại một câu, nghe nói tiêu vương đối với ngươi cũng không tốt. Thậm chí bức ngươi cùng nhà mẹ đẻ phản bội. Tiêu thiên diệu phía trước đối đãi lâm sơ cửu thái độ chỉ cần có tâm người là có thể tra được hoa cẩm dung rõ ràng chính là có tâm người. Vương ra phía trước đãi ta sắc thật không tốt lâm sơ cửu thoải mái hào phóng thừa nhận cũng không cảm thấy nan kham hoặc là xấu hổ đây là sự thật không phải sao nhưng vương gia đãi ta lại không tốt hắn cũng là phu quân của ta phu vinh thê quý hắn phải có cái không hay xảy ra ta hạ nửa đời làm sao bây giờ tuy rằng lâm sơ cửu không cảm thấy tiêu thiên diệu đã chết nàng liền nhất định sẽ chết nhưng nàng vẫn là luyến tiếc tiêu thiên diệu chết ít nhất ở chính mình có thể cứu tình huống của hắn hạ nàng làm không được trơ mắt nhìn tiêu tiên diệu xảy ra chuyện mà cái gì đều không làm. Bằng tiêu vương phi ngươi thủ đoạn yêu cầu lo lắng này đó sao? Nếu tiêu vương phi ngươi nguyện ý, ta có thể nhận ngươi làm nghĩa muội mà ngươi hồi hoa ra, đến lúc đó ta sẽ làm ngươi lấy hoa ra nghĩa nữ thân phận xuất giá. Hoa cẩm dung cho lâm sơ cửu một cái cẩm tú đại đảo. Ít nhất ở rất nhiều người trong mắt đây là một cái cẩm tú đại đảo. Bằng hoa ra ở trung ương đế quốc địa vị cho dù là nghĩa nữ cũng có thể gả vào danh môn cái này đề nghị thực làm nhân tâm động khả lâm sơ cửu không chỉ có không dao động ngược lại là chào phúng nói sau đó ta cả đời dựa vào lấy lòng hoa ra mà sống hoa gia nghĩa nữ thân phận xác thật rất cao nhưng lại cao cao đến quá thân sinh nữ như sao hơn nữa nàng thật muốn đi theo hoa cẩm dung đi trung ương đế quốc làm hoa gia nghĩa nữ như vậy hoa gia chính là nàng ở trung ương đế quốc duy nhất dựa vào đến lúc đó vì lấy lòng hoa ra vì ở trung ương đế quốc dừng chân hoa gia làm nàng làm cái gì nàng đều đến làm, nàng sẽ trở thành hoa gia trong tay một viên có thể tùy ý bài bố quân cờ. Hoa cẩm dung không nghĩ tới lâm sơ cửu xem như vậy thấu triệt lông mày nhẹ trọn, mặt mang ý cười nói, người ở chỗ này cũng sẽ không so ở hoa gia hào quá nhiều. Lâm gia còn không phải là đem nàng đương khí tử, bằng không cũng sẽ không làm nàng gả chồng cấp tiêu vương. Lâm sơ cửu biết hoa cẩm dung nói chính là sự thật chính là. Nếu là nửa năm trước có lẽ ta sẽ đi theo ngươi đi trung ương đế quốc nhưng hiện tại không cần phải. Nếu mới vừa thành hôn kia hội có hoa ra chuyện này. Nàng sẽ không chút do dự đập tiêu thiên diệu đi theo hoa cẩm dung đi trung ương đế quốc. Khi đó, nàng ở tiêu vương phủ bước đi duy gian, tánh mạng nguy ngập nguy cơ, vì có thể sống sót, chẳng sợ biết rõ sẽ bị người lợi dụng, nàng cũng sẽ không chút do dự rời đi đông văn, chính là. Hiện tại nàng đã mở ra cục diện, nàng không cần đem chính mình đặt không hiểu rõ trong lúc nguy hiểm, càng không cần đi trung ương đế quốc xem người sắc mặt quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Cái loại này sinh hoạt, nàng ở cô nhi viện quá đủ rồi. Vì cái gì không cần phải? Hoa Cẩm Dung đối này rất là tò mò, Lâm Sơ Cửu cũng không giấu giếm hắn, cộng phú quý tổng so ra kém cùng Cam khổ, nhà ta vương gia là cái trọng tình trọng nghĩa người lúc này ta đối hắn không rời không bỏ, thậm chí ở nguy nan hết sức từ bỏ dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý, chỉ vì cứu hắn một mạng, ngươi nếu là hắn, ngươi có thể hay không cảm động. Lời này bảy phần thật, ba phần giả, đều không phải là tính kế, mà là sự thật chính là như thế. Nàng bồi tiêu thiên diệu chịu đựng trong cuộc đời nhất gian nan thời khắc ngày sau liền tính tiêu thiên diệu có người yêu khác cũng không đến mức sẽ trí nàng vào chỗ chết. Đương nhiên tiền đề là nàng đủ thức thời. Ha 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 thú vị, thú vị, nguyên lai like lại là cái này lý do, hảo 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 tiêu vương phi cân quắc không nhường tu mi. Có thể nhìn thấy tiêu vương phi ngươi như vậy thú vị nữ nhân. Bản công tử chuyến đi này không tệ. Hoa cầm dung cười to, có vẻ thập phần sung sướng. Hắn tiếng cười tựa hồ lây bệnh cho tiểu hài từ tiểu hài từ bổn ở một bên chơi cao hứng, nghe được hoa cầm dung tiếng cười, liều mạng xoắn rũi từ chiều lâm sơ cửu bên này nhìn xung quanh. Trong miệng ê ê a à, a à, kêu cái không ngừng tiểu công tử tiểu hài tử vạn lợi hại ôm tiểu hài tử nhân sinh sợ quăng ngã nhà mình tiểu thiếu ra khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi hoa cẩm dung thấy thế lập tức làm người đem tiểu hài tử ôm tới nhưng tiểu hài tử tới rồi hoa cẩm dung trong lòng ngực như cũ không an phận dãy rủa muốn lâm sơ cửu ôm hoa cẩm dung bất đắc dĩ cười nhà ta tiểu đệ đều ở uy hiếp ta nhìn dáng vẻ không đáp ứng là không được hoa cẩm dung có một loại trêu chọc phương thức đồng ý lâm sơ cửu điều kiện Lâm Sơ Cửu sán nhiên cười, đứng dậy đem Tiểu hài từ tiếp nhận, tiểu thiếu gia anh minh. Này xem như nói lời cảm tạ. Chương 524 Lương Tâm nhất định là cố ý. Hoa Cẩm Dung là người nào? Hắn là trung ương đế quốc nhất lưu thế gia, hoa gia đại thiếu gia, không có ngoài ý muốn hắn chính là hoa gia tương lai gia chủ. Đừng nói ở Đông Văn Chính là ở Trung ương đế quốc muốn cầu kiến người của hắn đều phải xếp hàng. Vì không lâm vào vô chừng mực xã giao chung, cùng lâm sơ cửu nói thỏa điều kiện, hoa cẩm dung một khắc cũng không có nhiều ngốc, làm người đóng gói tiểu hài từ dùng đồ vật. Lập tức liền phải nhích người. Về sau có cơ hội đến Trung ương đế quốc nhớ rõ đi tìm ta. Hoa cẩm dung trước hết đối lâm sơ cửu ấn tượng thực bình thường, bất quá trải qua ngắn ngủi câu thông sau. Hoa cẩm dung đối lâm sơ cửu đổi mới không ít. Lâm Sơ Cửu tuy rằng không hiểu Tôn Ti, không biết tốt xấu, nhưng ít nhất Lâm Sơ Cửu nàng chân thật, không che giấu chính mình tiểu tính kế cùng tiểu tâm tư. Đối người như vậy, cho dù không thích khá vậy sẽ không quá chán ghét. Lâm Sơ Cửu không có giữ lại hoa cẩm dung, cũng chưa từng dùng qua liền ném, nàng tự mình đem hoa cẩm dung tặng đi ra ngoài, cùng nghênh đón khi thái độ giống nhau. Cũng không có bởi vì hoa cẩm dung khách khí, liền thuận cột hướng lên trên bỏ. Hoa Cẩm Dung đột nhiên cảm thấy Lâm Sơ Cửu còn rất không tồi. Bất quá Hoa Cẩm Dung không có tiến thêm một bước tiếp giao tính toán, đơn giản cáo biệt sau, Hoa Cẩm Dung xoay người liền đi, đã có thể ở xoay người hết sức. Ôm vào trong ngực tiểu hài tử đột nhiên oa oa khóc lớn, xoắn tiểu thân mình muốn lâm sơ cửu ôm. Ô a tiểu hài tử tựa hồ biết phải đi giống nhau, đột nhiên xoắn thân mình, liều mạng chiều lâm sơ cửu duỗi tay, muốn lâm sơ cửu ôm. Tiểu cửu, không được khóc. Hoa Cẩm dung trao mày luống cuống tay chân ôm tiểu hài tử, sợ tiểu hài tử tránh thoát hắn ôm ấp, ngã xuống đi. Đại thiếu gia, làm nô tỳ đến đây đi. Một bên hạ nhân thấy thế, sợ Hoa Cẩm Dung lộng thương tiểu hài tử, vội nhận lấy. Hoa Cẩm Dung trên mặt không hiện, nhưng lại bay nhanh buông tay. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn là đau lòng nhà mình đệ đệ mới có thể ôm hắn, trên thực tế hắn cũng không sẽ ôm tiểu hài tử, cũng không có ôm quá tiểu hài tử. Hạ Nhân ôm tiểu hài tử, nhẹ giọng hống, nhưng càng hống tiểu hài tử khóc càng hung. Lâm Sơ Cửu tuy đau lòng tiểu hài tử khóc đáng thương, cũng sợ tiểu hài tử khóc đau sốc hông. Nhưng nàng cũng không có tiến lên, chỉ là đứng ở một bên nhìn. Nàng chưa từng có nghĩ tới, bằng vào Hoa gia tiểu thiếu gia cùng Hoa gia phàn thượng quan hệ, lúc trước cứu này tiểu hài tử khi, nàng căn bản không biết tiểu hài tử thân phận oa a oa a Lâm Sơ Cửu không ôm, Tiểu hài từ khóc càng ra sức, nhậm hạ nhân như thế nào hống đều không được, hạ nhân cũng sợ tiểu hài từ khóc ra đau sốc hông, vội nói, đại thiếu gia. Tiểu công tử lại như vậy khóc đi xuống, sẽ tổn hại thân thể. Chưa hết ý Tứ Hoa Cẩm Dung minh bạch, Hoa Cẩm Dung vô pháp, chỉ phải đối Lâm Sơ Cửu nói, Tiêu Vương phi, làm phiền ngươi giúp ta hống một hống. Có Hoa Cẩm Dung lời này, Lâm Sơ Cửu liền không có cố kỵ, vội đem tiểu hài từ tiếp nhận tới. Nói đến cũng kỳ, tiểu hài tử vượt đến lâm sơ cửu trong tay liền không khóc, bất quá vừa mới khóc quá độc ác, tiểu hài tử vẫn là nhát trừ nhát trừ, đại đại đôi mắt vẫn treo nước mắt. Tay nhỏ gắt gao túm lâm sơ cửu quần áo, một bộ sợ hãi bị vứt bỏ bộ dáng, nhìn qua thập phần đáng thương. Tiểu khóc bao, người muốn cho tỷ tỷ đau lòng chết sao? Lâm sơ cửu nhéo nhéo tiểu hài tử cây mũi, dẫn tới tiểu hài tử nín khóc mỉm cười. Nhìn đến tiểu hài tử hồn nhiên miệng cười, lâm sơ cửu tâm đều phải hóa tuy nói nàng không có tự mình chiếu cố tiểu hài tử nhưng đứa nhỏ này nàng mỗi ngày đều phải bế lên một ôm này vừa đi nàng thật đúng là không tha ngoan đừng khóc ca ca ngươi tới đón ngươi đã trở lại là chuyện tốt lâm sơ cửu mặc kệ tiểu hài tử có nghe hay không đến hiểu một bên cho hắn sắt nước mũi nước mắt một bên nhẹ giọng hống ân ân tiểu hài tử cho rằng lâm sơ cửu cùng hắn chơi ôm lâm sơ cửu cổ đem tràn đầy nước mắt cùng nước mũi khuôn mặt nhỏ hướng lâm sơ cửu trong lòng ngực cọ lâm sơ cửu sớm đã thành thói quen cũng không cảm thấy có cái gì tiểu hài tử không đều là như thế này chính là chính là hoa gia đại thiếu gia hoa cầm dung lại là lần đầu tiên thấy lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tiểu đệ có bao nhiêu dơ mà như vậy dơ một cái tiểu hài tử hướng trên người cỏ lâm sơ cửu cứ nhiên không chê hảo đi hoa cẩm dung tin tưởng lâm sơ cửu đối hắn đệ đệ là thiệt tình không tồi bởi vì muốn đổi lại là hắn hắn khẳng định sẽ ghét bỏ quá bẩn đến nỗi nói lâm sơ cửu là trang cái này hoa cẩm dung tự nhận chính mình còn có thức người ánh mắt lâm sơ cửu có hay không ghét bỏ hắn đệ đệ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Tiểu hài từ đem nước mũi, nước mắt toàn bộ cỏ ở lâm sơ cửu trên quần áo, sau đó ngưỡng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, chiều lâm sơ cửu cười khanh khách, lâm sơ cửu cùng thường lui tới giống nhau. Ở tiểu hài từ trên mặt hôn một cái, đổi lấy tiểu hài từ vô sỉ cười ngọt ngào. Một lớn một nhỏ không coi ai ra gì đùa giỡn lên. Chờ đến lâm sơ cửu phản ứng lại đây, phát hiện hoa cẩm dung cùng hoa gia hạ nhân, đồng thời trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia thật giống như đang xem ngoại tinh sinh vật. Giờ khắc này tuy là da mặt dày như lâm sơ cửu cũng không khỏi mặt đỏ. Khụ khụ cái kia đây là ngoài ý muốn. Lâm sơ cửu cường tự chấn định cúi đầu không xem hoa cầm dung đám người, vỗ vỗ tiểu hài tử mông, nghiêm trang nói, vật nhỏ ngoan một chút cùng ca ca trở về. Về sau có cơ hội ta sẽ đi xem ngươi. a à, a à, tiểu hài tử múa may đôi tay chơi đến vui sướng. Không được lại khóc, lại khóc không bồi ngươi chơi. Lâm sơ cửu sụ mặt răn dậy, tiểu hài tử tiếp tục cười, lâm sơ cửu lại bồi hắn điên rồi một hồi. Nhìn không sai biệt lắm, liền đem hài tử cấp hoa ra hạ nhân. Lúc này đây tiểu hài tử không có khóc tực ngoan ngoãn hoa tại hạ nhân trong lòng ngực quả nho dường như mắt to nhỏ giọt truyền, một bộ nhìn cái gì đều tò mò bộ dáng. Lâm sơ cửu nhìn thoáng qua chính mình trên người không thành hình quần áo, không có cùng hoa cầm dung nhiều lời, chỉ chiều hắn hành lễ, hoa công tử thứ ta không thể xa đưa yêu vương phi khách khí hoa cẩm dung ngữ khí rõ ràng thân cận rất nhiều lâm sơ cửu cười một tiếng cũng không có thụ sủng nhược kinh nàng rất rõ ràng hoa cẩm dung đối nàng khách khí hoàn toàn là bởi vì tiểu hai từ tiểu bao từ quả nhiên lực sát thương cường đại nha không biết là hiểu chuyện vẫn là bị lâm sơ cửu hống ở tiểu bao từ lúc này đây không có góc ngoan ngoãn đi theo hoa cẩm dung đi rồi xem đến lâm sơ cửu lại là cao hứng lại là mất mát Tiểu hài từ gì đó thật nháo tâm, vừa mới còn khóc muốn chết muốn sống, lúc này lại vẻ mặt tươi cười chạy lấy người, hoàn toàn đã quên nàng tồn tại. Bất quá, lại mất mát cũng vô dụng, hài tử là nhà người khác, nàng có thể ngăn cản hài tử cùng người nhà đoàn tụ sao? Nàng chính là đối tiểu hài tử lại hào, cũng thay thế không được cha mẹ. Tiễn đi hoa ra tiểu thiếu ra, lại giải trừ tiêu thiên diệu sinh mệnh nguy hiểm, lâm sơ cửu cả người đều khoan khoái. Tào quản gia, đi tỉnh tô trà công tử tới hoa cẩm dung tới quá đột nhiên đi được quá nhanh chóng có một số việc nàng không kịp cùng tô trà thương lượng cũng không kịp thông chi tô trà nàng chỉ có thể xong việc cùng tô trà nói hoa cẩm dung tới thời điểm rất điệu thấp đi thời điểm cũng không có kinh động người hoàng thượng tỉnh lại sau còn không biết hoa cẩm dung đã đi rồi cường trống suy yếu thân mình đứng dậy làm người chuẩn bị hắn muốn đi tiêu vương phụ thấy hoa cẩm dung chương 525 tư tâm một chân đạp không? Đế vương đi ra ngoài, chẳng sợ chỉ là từ trong cung đến tiêu vương phủ, cũng không thể tùy hướng nói đi là đi. Lòng liễn, nghi trận này đó có thể giản lược, nhưng an toàn bảo vệ công tác tuyệt không có thể tình. Trước tiên dò đường, cấm quân khai đạo này đó đều là át không thể thiếu sự. Cấm quân chính là hiệu suất lại cao, chờ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng cũng là sau nửa canh giờ. Thánh thượng hết thầy chuẩn bị liên tục thỉnh thánh thượng di giá tân nhiệm cấm quân thống lĩnh nơm nấp lo sợ tiến lên hắn đảo không phải sợ hoàng thượng hắn là sợ đi tiêu vương phủ cấm quân lén truyền lưu tiêu vương phủ chính là cấm quân thống lĩnh sát thủ trước hai nhậm cấm quân thống lĩnh quan chức bị loát đều cùng tiêu vương phủ có quan hệ hiện tại đối cấm quân tới nói đi tiêu vương phủ liền cung cấp với trích quan chức tân nhiệm cấm quân thống lĩnh áp lực thật sự thật lớn Khụ khụ hoàng thượng khụ một tiếng, tái nhợt sắc mặt phiếm không bình thường hồng, bất quá không có người dám nhìn thẳng thánh nhan, hoàng thượng sắc mặt khó coi một ít cũng không ai dám nói cái gì. Vì mau chóng đi tiêu vương phủ, hoàng thượng hết thải giản lực cưỡi long liễn, từ hộ long vệ bảo hộ chiều tiêu vương phủ đi đến. Hoàng thượng muốn đi thần tử trong nhà, đều sẽ trước tiên phái người nói một tiếng, lâm sơ cửu biết được hoàng thượng muốn tới tiêu vương phủ, lập tức liền cười vì nói truyền chỉ người cái gì cũng không có nói khả lâm sơ cửu cũng biết hoàng thượng tất nhiên là hướng về phía hoa cẩm dung tới chỉ là hoa cẩm dung đã đi rồi hoàng thượng đã tới chậm thánh thượng là vì hoa công tử mà đến sao lâm sơ cửu biết rõ cố hỏi kia truyền chỉ thái giám còn nghĩ muốn như thế nào tìm hiểu hoa cẩm dung tin tức nghe được lâm sơ cửu chủ động hỏi bay nhanh gật đầu không sai thánh thượng nghe nói hoa công tử ở tiêu vương phù cố ý tự mình tiến đến vừa thấy, không biết hoa công tử lúc này nhưng có rảnh. Muốn cho hoàng thượng thất vọng rồi, hoa công tử đã đi rồi. Lâm sơ cửu thật sự không muốn chiêu đãi hoàng thượng bằng không nàng nhất định sẽ làm bộ cái gì đều không biết. Chờ đến hoàng thượng đầy cõi lòng chờ mong mà đến, lại thất vọng mà đi. Cái gì, thái giám đột nhiên đề cao âm lượng, thanh âm bén nhọn tựa muốn đem người màng tay đâm thủng Lâm sơ cửu vội che lại lỗ tai, công công, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, ta lỗ tai không điếc. Thái giám lại không dành cùng Lâm sơ cửu bần vội vàng truy vấn nói: Tiêu Vương phi, ngươi vừa mới nói Hoa gia công tử đi rồi là có ý tứ gì? Rời đi Tiêu Vương phủ vẫn là rời đi kinh thành. Hoàng thượng đã ở trên đường, lúc này làm Hoàng thượng biết được hắn một chuyến tay không cùng hướng Hoàng thượng trên mặt đánh một cái tát có cái gì khác nhau? Hoa công tử sớm tại nửa canh giờ trước liền rời đi Tiêu Vương phủ đến nỗi có hay không rời đi kinh thành ta cũng không biết xem hoa cầm dung quay lại vội vàng bộ dáng. Lâm sơ cửu suy đoán hắn lúc này khẳng định đã rời đi kinh thành, chỉ là không có tiên dương thôi. Người, người người như thế nào khiến cho hoa công tử đi đâu? Người liền không biết lưu một lưu sao? Thái giám tức giận chỉ vào lâm sơ cửu, ngón tay thẳng run rẩy. Có thể thấy được hắn khí thành cái dạng gì? Bàng lâm sơ cửu nắm lên trên bàn cái ly, tập hướng thái giám, lần sau lại đến ngón tay chỉa vào ta ta rộng ngươi tay hoàng thượng sở trường chỉ chỉ nàng, nàng không có nói. Bên người hoàng thượng một con chó cũng có thể sở trường chỉ chỉ nàng, đương nàng là cái gì? Người, người, người thái giám hoàng sợ, nhưng lại không dám lại chỉ vào lâm sơ cửu, chỉ một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Ta cái gì ta còn không mau đi nói cho hoàng thượng, muốn cho hoàng thượng một chuyến tay không, tiểu tâm đầu của ngươi. Lâm sơ cửu ác nhân trước cáo trạng, thái giám tức giận đến không được có thể tưởng tượng đến lâm sơ cửu nói lại không dám nhiều ngốc vô cùng lo lắng ra bên ngoài chạy có thể tưởng tượng hoàng thượng nghe thấy cái này tin tức sẽ có bao nhiêu phẫn nộ vốn tưởng rằng chính mình một bước lên trời lại không nghĩ một chân đạp không trước không nói này phân cảm giác mất mắt liền nói này mặt mũi hướng nơi nào bãi đế vương tự mình ra cung lại không có nhìn thấy người này mặt thật đúng là ném đến tiêu vương phù không có ngoài ý muốn hoàng thượng nghe thấy cái này tin tức tức giận đến thiếu chút nữa giết người, khả nhân đi rồi hắn có thể như thế nào? Tuyên Lâm Sơ Cửu hỏi chuyện, Lâm Sơ Cửu chỉ có một câu, hoa gia đại công tử phải đi ta có thể ngăn được sao? Là nha, hoa gia đại công tử muốn đi muốn lưu. Cũng không phải là Lâm Sơ Cửu có thể quyết định sự. Hoàng thượng trong lòng nghẹn một hơi, cố tình khẩu khí này ra không được chỉ phải nửa đường lộn trở lại, kết quả vừa đến trong cung liền ngã bệnh. Hoàng thượng này một bệnh, nhưng thật ra tiện nghi Lâm Sơ Cửu. Bởi vì hoàng thượng bị bệnh, liền không rảnh lại tìm Lâm Sơ Cửu phiền toái. Tuy nói Hoa Cẩm Dung đáp ứng ở thời khắc mấu chốt sẽ cứu Tiêu Tiên Diệu một mạng, khả Lâm Sơ Cửu lại không có đem toàn bộ hy vọng ký thác ở Hoa Cẩm Dung trên người. Nàng tuy không phải thương nhân, khá vậy biết đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ có bao nhiêu nguy hiểm, đặc biệt cái này rổ còn từ người khác dẫn theo, đến lúc đó va phải đập phải, đều không phải do nàng làm chủ. Ở tô trà tới phía trước, Lâm Sơ Cửu đem cấp tiêu thiên diệu tin trước tiên viết hảo. Ở tin, Lâm Sơ Cửu viết chính mình có thể nghĩ đến sở hữu biện pháp. Tin viết hảo, Lâm Sơ Cửu nghiêm túc đem phong thư khẩu, cũng ở phong khẩu chỗ rơi xuống ấn giám. Lâm Sơ Cửu phong hảo tin, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dùng tiêu thiên diệu lần trước đưa tới mật mã hộp trang tin, liền thấy tô trà một trận gió dường như chạy vào, vương phi. Hoa ra đại thiếu tới này đáng thương hài tử còn không biết hoa gia đại thiếu đã đi rồi sự. Là, đem hoa gia tiểu thiếu ra tiếp đi rồi. Lâm sơ cửu đánh mất tìm hộp trang ý niệm. Kia hộp gỗ tuy rằng tinh xảo nhưng cầm đao một chém liền vô dụng. Kia hộp chỉ có thể phòng quân tử không thể phòng tiểu nhân. Tiếp đi rồi, hoa gia đại thiếu cũng đi rồi. Tô trả đôi tay trống ở trên bàn sách thân mình trước khuynh, trừng lớn đôi mắt nhìn lâm sơ cửu. Ân, Lâm sơ cửu đạm nhiên gật đầu tô trà khẩn trương hỏi, vương phi, ngươi đề ra chúng ta trước đó nói điều kiện sao? Hoa gia đáp ứng rồi sao? Không có ta cấp hoa gia để điều kiện là làm hắn ở thời khắc mấu chốt cứu vương gia một mạng. Về cấp hoa gia nói cái gì điều kiện tô trà cùng tiêu thiên diệu phía trước liền thương lượng hào. Cũng nói cho lâm sơ cửu. Bọn họ điều kiện là phải tốn ra cho phép bọn họ tiêu vương phủ người ở trung ương đế quốc cùng Đông Văn Chi Gian quay lại tự do này đối đông văn người tới nói, cơ hồ là làm không được sự tình. Nhưng đối hoa gia người tới nói, chỉ là há mồm vừa nói sự. A à nghe thấy cái này điều kiện, tô chả không biết là nên mất mắt hay là nên cao hứng, bất quá hiện tại điều kiện nói ra, cũng không chấp nhận được bọn họ sửa đổi, tô chả ngồi xuống, cân nhắc một chút. Nói, điều kiện này cũng khá tốt, vương gia tánh mạng so cái gì đều quan trọng. Đến nỗi quay lại tự do sự, về sau lại nghĩ cách đi ta cũng cảm thấy không có gì, so vương gia tánh mạng càng quan trọng, đi trung ương đế quốc sự không vội, chỉ cần có thể giữ được vương gia mệnh, chuyện gì làm không được. Lâm sơ cửu không đề cập tới tô trả theo như lời điều kiện là có tư tâm. Nàng tuy rằng không có nghĩ tới, mượn này lấy lòng, leo lên hoa gia, khá vậy hy vọng có thể ở hoa gia lưu lại một ấn tượng tốt, ngày sau đi trung ương đế quốc liền tính không thể trở thành bằng hữu Cũng sẽ không chọc người chán ghét không phải. Đưa ra cứu Tiêu Thiên Diệu điều kiện này, không thể nghi ngờ sẽ ở Hoa Cẩm Dung trong lòng, lưu lại một có tình có nghi ấn tượng tốt. Chương 526 nghịch chuyển vương gia chính là như vậy cường. Tiêu Thiên Diệu ở tiền tuyến tình cảnh thập phần nguy cấp, Lâm Sơ Cửu đưa ra phải tốn Cẩm Dung cứu Tiêu Thiên Diệu một mạng cũng là vì Tiêu Thiên Diệu suy nghĩ. Tô trà tuy rằng cảm thấy cứ như vậy dùng hết hoa ra hứa hẹn thực đáng tiếc khá vậy sẽ không nói lâm sơ cửu làm như vậy không đúng bởi vì muốn đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Tô trà vội vàng tới rồi chính là vì cùng lâm sơ cửu cùng xác định hoa cẩm dung một chuyện vốn định cùng hoa cẩm dung chạm vào một mặt hảo thám thính trung ương đế quốc sự đáng tiếc hắn tới khi hoa cẩm dung đã đi rồi. Tô trà tuy rằng cảm thấy rất đáng tiếc nhưng lại sẽ không giống hoàng đế như vậy mất mát thập phần dứt khoát nói, hoa gia đại thiếu nếu đi rồi ta cũng liền không nhiều lắm lưu. Ta liên hệ trời cao tàng các một vị võ thần, nhìn xem có thể hay không thỉnh đối phương lén ra tay. Tô trà gần nhất lên trời xuống đất tìm kiếm có thể đối phó võ thần người, thật vất vả thấy được một chút hy vọng, tô trà không nghĩ buông tha, rất lời xoay người liền đi, lại bị lâm sơ cửu gọi lại. Chờ một chút. Lâm sơ cửu đem tin đưa tới tô trả trước mặt ta cấp vương gia tin, tin viết ta có thể nghĩ đến biện pháp, người mau chóng phái người đưa đi cấp vương gia. Nhớ kỹ, nhất định phải mau chóng. Hơn nữa phải thân thủ giao cho vương gia trên tay, tuyệt không có thể rơi vào người khác tay. Người nghĩ đến biện pháp, tô trả trước mắt sáng người, vẻ mặt kinh hỉ nhìn lâm sơ cửu. Là cái biện pháp nhưng không cam đoan nhất định có thể thành, chỉ có thể nói tẫn nhân sự nghe thiên mệnh rốt cuộc đối phương không phải một người mà là năm cái cao thủ đứng đầu. Lâm sơ cửu không dám đem nói quá vẹn toàn, rốt cuộc này không phải nàng biết rõ thế giới. Nơi này cũng không có nàng quen thuộc vũ khí nóng, nàng cũng không thể khẳng định muốn như thế nào mới có thể giết chết võ thần. Có một tia hy vọng đều không thể buông tha, vương phi ngươi yên tâm. Ta trở về liền an bài người đem người tin đưa cho vương gia, người mang tin tức ngày đêm lên đường nói, ba ngày là có thể đến tô trà trên tay có một chi truyền tin người ngày thường sẽ không như vậy đuổi nhưng sự tình quan tiêu thiên diệu an nguy tô trà tuyệt không sẽ keo kiệt một đường thay ngựa thay đổi người không ngừng nghỉ ba ngày cũng đủ tới rồi mau đi đi lâm sơ cửu biết được sự tình tầm quan trọng không có lại lưu tô trà tô trà tuy rằng không có xem lâm sơ cửu tin nhưng hắn tin tưởng lâm sơ cửu làm người một hồi đến tô phủ liền an bài người tương lâm sơ cửu tin đưa ra đi đến nỗi lén tiếp xúc vị kia võ thần Lâm sơ cửu nơi này có biện pháp, tô trà cũng liền không giống phía trước như vậy sốt ruột, ít nhất sẽ không một lần một lần chủ động lấy lòng làm người nhục nhã, nhậm người đầy trời trào giá. Cùng tô trà dự đánh giá giống nhau, ba ngày sau tin đưa đến tiêu thiên diệu trên tay, vương gia, tô công tử đưa tới cấp tin. Cấp tin hai chữ, đã nói lên sự tình thập phần nghiêm trọng, tiêu thiên diệu sắc mặt khẽ biến, tiếp nhận tin, nhìn đến phong thư thượng tự cùng ấn giám, nhíu mày, lâm sơ cửu tin. Không phải nói tô trà cấp tin sao? Tô trà đang làm cái quỷ gì, hao phí đại lượng sức người sức của, liền vì cấp lâm sơ cửu đưa một phong thơ. Tiêu thiên diệu trong mắt hiện lên một mặt bất mãn. Chính là đương hắn nhìn đến tin chung nội dung khi trong mắt bất mãn, lập tức bị mừng như điên cấp thay thế được. Hảo, hảo, hảo biện pháp. Nếu thực sự có như vậy uy lực kẻ hèn võ thần tính cái gì? Tiêu thiên diệu lạnh băng khuôn mặt xuất hiện cái khe trong mắt là tràn đầy kiêu ngạo có thế như thế. Phu phục gì cầu? Gửi đến lâm sơ cửu như vậy một cái vượng phu thê tử có thể là hắn đời này may mắn nhất sự. Bất quá tiêu thiên diệu dù sao cũng là tiêu thiên diệu. Liền tính lại vui mừng thực mau cũng bình tĩnh lại, vẫy lui tả hữu tiêu thiên diệu gọi một câu, lưu bạch ra tới. Vương ra, lưu bạch vèo một tiếng xuất hiện giống như u linh giống nhau. Tiêu thiên diệu không có kêu khởi mà là bay nhanh tương lâm sơ cửu viết phối phương sao chép một phương, ấn cái này phương thuốc, chuẩn bị tài liệu, nhớ kỹ, nhất định phải bí mật tiến hành không được làm bất luận kẻ nào biết được đúng vậy liêu bạch tiếp nhận phương thuốc vừa thấy khó hiểu nói vương ra đây là thuốc nổ tựa hồ đối võ thần không có hiệu quả nhìn kỹ rõ ràng đây là độc yên thuốc nổ chính là võ thần cũng khiêng không được lâm sơ cửu biết lúc này đã có giản dị thuốc nổ nhưng không có độc yên thuốc nổ lâm sơ cửu nhớ tới chính mình từng nhìn đến một cái phối phương liền viết xuống dưới Lâm sơ cửu cấp ra phương thuốc là lưu hoàng 15 lượng, diễm tiêu 1 cân 14 lượng. Thảo ô đầu 5 lượng, ba đậu 5 lượng, lang độc 5 lượng, dầu cây trầu 2 lượng nửa, tiểu du 2 lượng nửa, than củi mặt 5 lượng, nhựa đường 2 lượng nửa, thạch tín 2 lượng, sáp ong 1 2. Trúc như 1 2 1 phân, mà như 1 2 1 phân, đảo hợp thành cầu. Quán chi lấy dây thường một cái, trường một trượng nhị thước, trọng nửa cân, vì đàn tam huyền càng lấy cố giấy một mười hai lượng nửa, ma ra một hai, nhựa đường hai lượng nửa, sáp ong hai lượng nửa. Hoàng đan một hai một phân, than mặt nửa cân, đảo hợp đồ phó với ngoại. Cái này phương thuốc là lâm sơ cửu ở một quyển sách thượng xem, có thể hay không làm thành rừng sơ cửu cũng không biết nàng không phải hỏa dược bom người yêu thích. Chỉ là nhìn thú vị bối xuống dưới, không nghĩ tới lúc này có tác dụng. Đương nhiên, cho độc yên thuốc nổ phối phương, Lâm Sơ Cửu cũng khai một phần giải dược phương, nhắc nhở Tiêu Thiên Diệu trước đó ăn vào. Tổng không thể đem chính mình độc chết đi. Độc yên thuốc nổ, tô trà nơi nào làm ra? Có thể hay không rửa? Lưu Bạch nắm tờ giấy tay căng thẳng, nôn nóng hỏi. Nếu được không nói, có lẽ bọn họ có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Cùng tô trà không quan hệ, là vương phi người đưa tới, đến nỗi đáng tin cậy cùng không, ngươi làm người thử liền biết. Tiêu Thiên Diệu hôm nay tâm tình hảo, đại phát từ bi trả lời Lưu Bạch vấn đề. Vương, Vương Phi làm người đưa tới, nàng, nàng như thế nào hiểu cái này? Lưu Bạch thừa nhận, hắn đối lâm sơ cửu vẫn là tồn tại thành kiến. Tiêu Thiên Diệu một cái mắt lạnh đào qua đi. Này không phải người yêu cầu tưởng vấn đề, còn không đi xuống. Tiêu Thiên Diệu cũng không để ý lâm sơ cửu hiểu nhiều ít, cũng không để bụng lâm sơ cửu trên người có bao nhiêu bí mật chỉ cần lâm sơ cửu một lòng hướng về hắn, chính là có lại nhiều bí mật hắn đều có thể bao dung. Hắn tiêu thiên diệu còn không đến mức vô năng đến, thủ không được chính mình nữ nhân. Là, là, lưu bạch rõ ràng có thể cảm giác được tiêu thiên diệu không cao hứng, lại không dám nhiều ngốc. Xoay người liền đi ra ngoài. Độc yên thuốc nổ phối phương đều là một ít tầm thường đồ vật nhưng ở trên chiến trường lại không nhiều lắm thấy, lưu bạch hoa hai ngày công phu mới đem đồ vật gom đủ tìm một cái khéo tay thợ thủ công qua đi đồ vật chuẩn bị tốt tiêu thiên rượu một lát cũng không đợi lập tức sai người nghiên cứu chế tạo có phối phương có cách làm thợ thủ công muốn đem độc yên thuốc nổ làm ra tới cũng không phải việc khó khó chính là thiếu uy lực độc yên thuốc nổ có thể nói là bọn họ vũ khí bí mật ở không có đầu nhập sử dụng trước tuyệt không có thể làm người biết được chẳng sợ người một nhà cũng không được vương gia thợ thủ công đã ấn phối phương chế ra 10 cái độc yên thuốc nổ tối nay liền nhưng thí nghiệm làm loại này không thể làm người biết đến sự vẫn là muốn chọn đêm đen không người là lúc liền ở sau núi làm người chuẩn bị tốt con mồi trung ương đế quốc kia ba cái võ thần ngo ngoe dục dịch nếu độc yên thuốc nổ uy lực cũng đủ cường như vậy cùng trung ương đế quốc kia tam võ thần một trận chiến liền ở trước mắt